Tài xế đứng hình khi đón khách gặp đúng khách nữ đến ngày và cái kết cảm lạnh. Ngày 21 tháng 9 vừa qua, cộng đồng mạng đã rầm rộ chia sẻ một đoạn video ngắn khoảng 1 phút được ghi lại từ camera hành trình của một xe taxi. Theo đó, bác tài đến đón khách tại một con dốc đâu đó tại thành phố Đà Lạt. Khi bác tài đến nơi, cô gái gọi taxi đang cầm điện thoại và nói gì đó với bạn bè với giọng điệu khá gay gắt. Như thường lệ, khi khách đã lên xe, các bác tài thường hỏi khách mình sẽ đi đâu. Và cũng như bao tài xế khác, bác tài này cũng hỏi cô gái, đi đâu em? Mẹ đồ anh nổi, đứa này quẻ, đứa kia quẻ là làm sao vậy tụi bay? Đi đâu đây? Gì chú? Đi đâu đây, đi đâu? Chú làm gì chú khó chịu vậy, không có đón xe khác. Ủa, khó chịu gì? Khó chịu hoài. Cái gì vậy? Nãy giờ ai nói gì mà khó chịu? Con này bị gì vậy ta? Chở đi đâu đây đâu? Ủa? Đi đâu thì xe họ đi đâu người ta mới chở được chứ. Ờ sao mà kỳ vậy? Con gái ngứa mà kỳ vậy? Gây làm sao? Gì vậy? Ủa này bị gì vậy ta? Xấu người xấu cả nết. Cái nết này chắc nhiều người yêu, nhiều bạn lắm. Tội anh Tài không biết chuyện gì đang xảy ra và cư xử vô cùng lịch sự. Bác Tài vẫn xuống xe mở cửa cho nó được, điềm tĩnh thật sự. Các bạn nghĩ sao về những lời lẽ rất mất lịch sự của cô gái với bác Tài? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.